Các vua nhị chương 13. Yoacha trị vì Israel. Vào năm thứ 23 triều vua Yoach, con trai Achazia nước Juda, thì Yoacha con trai Jehu lên ngôi làm vua Israel tại Samari. Vua trị vì 17 năm. Vua làm điều tội lỗi trước mặt Chúa, đi theo những tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, là những tội lỗi mà vua ấy đã gây cho Israel phạm tội. Vua chẳng dứt bỏ những tội lỗi đó. Cơn giận của Chúa nổi lên cùng Israel. Ngài phó họ vào tay Hazael vua Aram và vào tay Ben-Hadad, con của Hazael suốt thời hai vua đó. Bấy giờ, Yoacha cầu khẩn với Chúa và Chúa nhậm lời vua. Vì Ngài có thấy nỗi áp bức mà dân Israel phải gánh chịu, thể nào vua Aram đã đàn áp họ. Vì thế Chúa đã ban cho dân Israel một người giải cứu, để họ thoát ra khỏi quyền lực của dân Aram. Và mọi người trong Israel được sống an lạc dưới mái nhà mình như ngày trước. Tuy nhiên, họ vẫn không từ bỏ những tội lỗi của nhà Jeroboam mà vua ấy đã gây cho Israel phạm tội. Nhưng họ cứ phạm các tội lỗi đó đến nỗi trụ thờ thần Asera vẫn còn đứng sừng sững tại Samari. Chúa để cho đội quân của Yoacha chỉ còn lại 50 kỵ binh, 10 xe chiến mã và 10.000 bộ binh, vì vua của Aram có tiêu diệt họ, nghiền nát họ như bụi nơi sân đập lúa. Những việc khác của Yoacha, những việc vua thực hiện, quyền lực của vua, há chẳng được chép trong sách sử ký của các vua Israel sao? Yoacha ăn giấc với các tổ phụ mình và được chôn tại Samari. Jehoash con trai vua lên ngôi kế vị. Jehoash trị vì Israel. Năm thứ 37 triều vua Yoash của Juda, thì Jehoash con trai Yoacha lên ngôi làm vua Israel tại Samari. Vua trị vì 16 năm. Vua làm điều tội lỗi trước mặt Chúa. Vua chẳng từ bỏ những tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat, là những tội lỗi mà vua ấy đã gây cho Israel phạm tội. Nhưng vua cứ đi theo đường tội lỗi đó. Những việc khác của Jehoash, tất cả những việc vua làm, những chiến công của vua khi đánh với vua Amasia của Juda, há chẳng được chép trong sách sử ký của các vua Israel sao? Jehoash ăn giấc với các tổ phụ mình, rồi Jeroboam lên ngôi kế vị. Jehoash được chôn tại Samari cùng chỗ với các vua của Israel. Elise qua đời. Khi ấy Elise lâm bệnh và cơn bệnh ấy khiến cho ông qua đời. Vua Jehoash của Israel xuống thăm ông. Vua khóc trước mặt ông và than rằng: "Cha ơi, cha ơi, những xe chiến mã và những kỵ binh của Israel ơi." Elise nói với vua: "Xin vua hãy lấy cung tên ra." Vua bèn lấy cung tên ra. Ông nói với vua Israel: "Xin vua hãy giương cung lên." Vua bèn giương cung. Elise đặt tay ông trên tay vua rồi bảo: "Xin vua hãy mở cửa sổ về hướng đông." Vua đến mở cửa sổ. Elise nói: "Vua hãy bắn đi." Vua liền bắn. Bấy giờ Elise nói: "Ấy là mũi tên chiến thắng của Chúa, mũi tên chiến thắng dân Aram, vì vua sẽ đánh bại dân Aram tại Aphek cho đến khi vua tận diệt họ." Ông nói tiếp: "Xin vua hãy lấy một bó tên." Vua lấy ra một bó tên. Ông nói với vua Israel: "Hãy đập chúng xuống đất." Vua đập chúng xuống đất 3 lần rồi ngừng lại. Bấy giờ người của Đức Chúa Trời nổi giận với vua và nói: "Đáng lẽ vua phải đập 5 hay 6 lần thì vua mới có thể tận diệt được họ. Nhưng bây giờ vua chỉ có thể đánh bại dân Aram được 3 lần thôi." Đoạn Elise qua đời, người ta đem chôn ông. Thuở ấy, cứ mỗi độ xuân sang, các toán quân Moab hay xâm nhập vào xứ. Nhằm lúc người ta đem chôn một người chết thì thấy một toán quân cướp đến.
Họ liền ném thây của người chết đó vào mộ của Elise để chạy trốn. Vừa khi thây của người chết đụng vào hài cốt của Elise, thì người chết đó liền sống lại và đứng dậy. Israel thu hồi các thành đã bị mất vào tay dân Aram. Vua Hazael của Aram đã đàn áp Israel suốt triều vua Joacha, nhưng Chúa đã giữ lòng nhân của Ngài đối với họ. Ngài thương xót họ và đoái đến họ, bởi vì giao ước của Ngài đối với Abraham, Isaac và Jacob, nên Ngài không diệt họ và không cắt họ khỏi trước mặt Ngài cho đến bây giờ. Khi vua Hazael của Aram băng hà, Ben-Hadad con trai của vua lên nối ngôi, thì Jehoash con trai của Joacha lấy lại khỏi tay Ben-Hadad con trai Hazael những thành mà vua ấy đã chiếm lấy của vua Joacha trong các cuộc chiến. Jehoash đánh bại Ben-Hadad 3 lần và lấy lại các thành đã bị mất về cho Israel. Các vua nhì, chương 14, Amasia trị vì Juda. Vào năm thứ hai triều vua Jehoash, con trai Joacha của Israel, thì Amasia, con trai Joash vua Juda, lên ngôi làm vua. Vua được 25 tuổi khi bắt đầu trị vì, và vua trị vì 29 năm tại Jerusalem. Thân mẫu của vua là bà Jehoadan, người Jerusalem. Vua làm điều ngay lành trước mặt Chúa, nhưng không được như David tổ phụ vua, mà vua chỉ làm như những điều Joash cha vua đã làm. Các tế đàn trên những nơi cao vẫn chưa được dẹp bỏ, dân chúng vẫn còn đến dâng sinh tế và dâng hương trên những tế đàn ấy. Khi thấy vương quyền đã được nắm vững trong tay, vua cho xử tử những bầy tôi đã sát hại vua cha. Nhưng vua không giết con cái của những kẻ sát nhân ấy, theo như đã chép trong sách kinh luật của Môi-se. Trong đó Chúa đã truyền rằng, người ta sẽ không giết cha mẹ vì tội của con cái, và cũng không giết con cái vì tội của cha mẹ, nhưng ai nấy đều sẽ bị giết vì tội của chính mình. Vua đã đánh hạ 10.000 người Edom trong thung lũng muối và đánh chiếm Sê-la, rồi đặt tên cho thành đó là Dốc Then, và người ta vẫn còn gọi như thế cho đến ngày nay. Bấy giờ Amasia sai sứ giả đến nói với Jehoash con trai Joacha cháu của Jehu đang làm vua của Israel rằng, hãy đến để chúng ta đối mặt đọ sức với nhau. Vua Jehoash của Israel sai sứ giả trả lời Amasia vua Juda rằng, một bụi gai ở Liban có gửi lời đến nói với cây bá hương của Liban như vậy: hãy gả con gái ngươi làm vợ cho con trai ta. Nhưng có một con thú rừng ở Liban đi ngang qua và đạp nát bụi gai đó. Vua quả đã đánh bại dân Edom, nên bây giờ lòng vua sinh ra kiêu ngạo. Hãy ở nhà mà vinh vang với chiến thắng của mình. Tại sao vua lại muốn khiêu khích cho tai họa giáng xuống trên mình, trên vua và trên cả dân Juda đi với vua? Nhưng Amasia chẳng khứng nghe. Vậy vua Jehoash của Israel đi lên. Vua và vua Amasia đối diện với nhau trong trận chiến tại Beth-Shemesh trong đất Juda. Quân Juda bị quân Israel đánh bại. Mọi người đều bỏ trốn chạy về nhà mình. Vua Jehoash bắt sống Amasia, con trai Joash, cháu Achasia, vua Juda tại Beth-Shemesh, rồi kéo quân đến Jerusalem, phá dỡ tường thành Jerusalem từ cổng Ephraim cho đến cổng gốc, tạo một khoảng trống dài 200 thước. Vua chiếm đoạt tất cả vàng bạc, tất cả những vật dụng để trong đền thờ Chúa và trong các kho tàng của hoàng cung. Vua cũng bắt theo một số người làm con tin rồi rút về tại Samari. Những việc khác mà Jehoash đã làm, chiến công của vua, và thể nào vua đã đánh bại vua Amasia của Juda, há chẳng được chép trong sách sử ký của các vua Israel sao? Jehoash an giấc với các tổ phụ mình và được chôn tại Samari.
cùng chỗ với các vua của Israel, rồi con trai của vua là Jeroboam lên ngôi kế vị. Còn vua Amasia, con trai Joach của Juda, sống thêm 15 năm nữa, sau khi vua Jehoach, con của Joacha, vua Israel băng hà. Tất cả những việc khác của Amasia há chẳng được chép trong sách sử ký của các vua Juda sao? Ở Jerusalem, người ta lập một âm mưu chống lại vua Amasia. Vua phải bỏ trốn đến La Chi, nhưng họ đuổi theo vua đến tận La Chi và hạ sát vua tại đó. Đoạn họ để xác vua trên lưng ngựa và trở về Jerusalem. Họ chôn vua tại Jerusalem với các tổ phụ vua trong thành David. Toàn dân Juda lập Asaria 16 tuổi lên ngôi làm vua kế vị cho cha là Amasia. Sau khi vua Amasia ăn giấc với các tổ phụ mình, vua Asaria xây lại thành Elat và thâu hồi nó lại dưới chủ quyền của Juda. Jeroboam II trị vì Israel. Vào năm thứ 15 triều vua Amasia, con trai Joach vua Juda, thì Jeroboam, con trai Jehoach của Israel, lên ngôi làm vua tại Samari. Vua trị vì 41 năm, vua làm điều tội lỗi trước mặt Chúa. Vua không từ bỏ các tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, là những tội lỗi mà vua ấy đã gây cho Israel phạm tội. Vua lập lại biên thùy cho Israel từ ải Hamat cho đến bờ biển Ả Rập. Theo như lời của Chúa, Đức Chúa Trời của Israel đã phán bởi tôi tớ ngài là tiên tri Jonah, con trai Amitai, người ở Gath-hepher. Vì Chúa đã thấy nỗi hoạn nạn mà Israel phải chịu thật cay đắng. Chẳng có một ai dù là nô lệ hay tự do để giúp đỡ Israel cả. Vì Chúa nói rằng Ngài sẽ không xóa tên họ dưới trời, nên Ngài đã dùng tay của Jeroboam, con trai Jehoach, để giải cứu họ. Tất cả những việc khác của Jeroboam, tất cả những việc vua làm, quyền lực của vua, thể nào vua đã chiến đấu, thể nào vua đã thâu hồi Đa-mách và Ha-mát vốn thuộc Giu-đa trở lại dưới chủ quyền của Israel, há không được chép trong sách sử ký của các vua Israel sao? Jeroboam an giấc với các tổ phụ mình là các vua Israel. Sa-cha-ri, con trai vua, lên ngôi kế vị. Các vua nhì, chương 15. Asaria trị vì Juda. Năm thứ 27 triều vua Jeroboam của Israel, thì Asaria con trai Amasia lên ngôi làm vua Juda. Vua được 16 tuổi khi mới lên ngôi và trị vì 52 năm tại Jerusalem. Thân mẫu của vua là bà Jecolia, người Jerusalem. Vua làm điều ngay lành trước mặt Chúa, như thân phụ của vua là vua Amasia đã làm. Dầu vậy, những tế đàn trên những nơi cao vẫn chưa được dẹp bỏ. Dân chúng vẫn còn đến dâng tế lễ và dâng hương trên những tế đàn ấy. Chúa phạt vua mắc bệnh phung cho đến ngày băng hà. Vua sống biệt lập trong một nhà riêng. Jotham, con trai vua, điều hành việc triều chính và quản trị dân trong nước. Tất cả những việc khác của Asaria, tất cả những việc vua làm, há chẳng được chép trong sách sử ký của các vua Juda sao? Asaria ăn giấc với các tổ phụ mình. Người ta chôn vua với các tổ phụ của vua trong thành David. Jotham, con trai vua, lên ngôi kế vị. Sa-cha-ri trị vì Israel. Năm thứ 38 triều vua Asaria của Juda, Sa-cha-ri, con trai Jeroboam, lên ngôi làm vua Israel. Vua trị vì tại Samari được 6 tháng. Vua làm điều tội lỗi trước mặt Chúa, như các tổ phụ của vua đã làm. Vua chẳng từ bỏ những tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, là những tội lỗi mà vua ấy đã gây cho Israel phạm tội. Salum, con trai Gia-bê, lập mưu phản nghịch vua, hạ sát vua trước mặt dân chúng, rồi lên ngôi thế vị. Những việc khác của vua Sa-cha-ri,
đều đã ghi trong sách sử ký của các vua Israel. Như thế là ứng nghiệm lời của Chúa đã phán cho Giê-hu rằng: dòng dõi ngươi sẽ được ngồi trên ngôi Israel cho đến đời thứ tư. Điều đó đã xảy ra như vậy. Sa-lum trị vì Israel. Năm thứ 39 triều vua Ô-xia của Giu-đa, Sa-lum con trai Gia-bê lên ngôi làm vua và trị vì được một tháng tại Samari. Bấy giờ Menahem con trai Gadi từ Tiệt Sa kéo lên Samari đánh bại Sa-lum con trai Gia-bê ngay ở Samari, giết chết vua đi rồi lên ngôi thế vị. Những việc khác của vua Sa-lum, kể cả âm mưu do vua chủ xướng, đều được chép trong sách sử ký của các vua Israel. Sau đó Menahem xuất quân từ Tiệt Sa đến tấn công thành Tiếp Sắt, cướp phá mọi người trong thành và những người sống trong địa hạt thuộc về thành ấy. Bởi vì trước đó họ không chịu mở cửa thành tiếp rước vua, nên vua đánh phạt họ. Vua cho mổ bụng tất cả những phụ nữ mang thai trong thành. Menahem trị vì Israel. Năm thứ 39 triều vua Asaria của Juda, thì Menahem con trai Gadi lên ngôi làm vua Israel. Vua trị vì 10 năm tại Samari. Vua làm điều tội lỗi trước mặt Chúa. Vua chẳng từ bỏ những tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat, là những tội lỗi mà vua ấy đã gây cho Israel phạm tội. Phun, vua Asiri xâm lăng xứ, Menahem nộp cho Phun 30.000 ký bạc để vua ấy giúp vua được tiếp tục giữ vững vương quyền. Menahem thu góp số bạc ấy nơi dân Israel, tức nơi những người giàu có. Mỗi người phải đóng góp 600 gram bạc để nộp cho vua Asiri. Vậy vua Asiri lui quân về và không ở lại trong xứ. Những việc khác của Menahem, tất cả những việc vua làm, há không được chép trong sách sử ký của các vua Israel sao? Menahem ăn giấc với các tổ phụ mình, và Phê-ca-hia con trai vua lên ngôi kế vị. Phê-ca-hia trị vì Israel. Năm thứ 50 triều vua Asaria của Giu-đa, thì Phê-ca-hia con trai Menahem lên ngôi làm vua Israel. Vua trị vì tại Samari được 2 năm. Vua làm điều tội lỗi trước mặt Chúa. Vua chẳng từ bỏ những tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat, là những tội lỗi mà vua ấy đã gây cho Israel phạm tội. Phê-ca con trai Remalia, tổng tư lệnh quân đội của vua, lập mưu phản lại vua. Ông ấy dẫn 50 người quê ở Galaad tấn công vào chiến lũy của hoàng cung tại Samari, giết chết vua cùng với Agob và Agie. Rồi ông ta lên ngôi thế vị. Những việc khác của Phê-ca-hia, tất cả những việc vua làm, đều được chép trong sách sử ký của các vua Israel. Phê-ca trị vì Israel. Năm thứ 52 triều vua Asaria của Giu-đa, thì Phê-ca con trai Remalia lên ngôi làm vua Israel. Vua trị vì tại Samari được 20 năm. Vua làm điều tội lỗi trước mặt Chúa. Vua chẳng từ bỏ những tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat, là những tội lỗi mà vua ấy đã gây cho Israel phạm tội. Trong thời vua Phê-ca trị vì trên Israel, Tiglath-Philêsê vua Assyria đến và chiếm lấy Ijon, Aben, Bet-Maka, Janoa, Kede, Hatson, Galaad và Galilee, cùng cả địa phận của Nephtali. Vua ấy bắt dân những nơi đó dẫn về Assyria lưu đày. Bấy giờ Ose con trai Ela lập mưu phản nghịch Phê-ca con trai Remalia. Ông ấy tấn công và giết hạ vua, rồi lên ngôi thế vị, nhằm vào năm thứ 20 triều vua Jotham con trai Ô-xia. Những việc khác của Phê-ca, tất cả những việc vua làm, đều được chép trong sách sử ký của các vua Israel. Jotham trị vì Giu-đa. Năm thứ 2 triều vua Phê-ca con trai Remalia của Israel, thì Jotham con trai Ô-xia lên ngôi làm vua Giu-đa. Vua được 25 tuổi khi lên ngôi làm vua. Vua trị vì 16 năm tại Jerusalem.
Thân mẫu của vua là bà Giê-ru-sa, con gái của Sa-đốc. Vua làm điều lành trước mặt Chúa, như thân phụ của vua là vua Ô-xia đã làm. Dầu vậy, những tế đàn trên những nơi cao vẫn chưa được trừ bỏ. Dân chúng vẫn còn đến dâng tế lễ và dâng hương trên những tế đàn đó. Vua xây một cổng thượng cho đền thờ Chúa. Những việc khác của Giô-tham, tất cả những việc vua làm, há không được chép trong sách sử ký của các vua Giu-đa sao? Trong thời ấy, Chúa cho vua Rê-xin của A-ram và vua Phê-ca con trai Rê-ma-lia đến tấn công Giu-đa. Giô-tham ăn giấc cùng các tổ phụ mình và được chôn bên cạnh các tổ tiên vua trong thành Đa-vít, tổ phụ của vua. A-cha, con trai vua, lên ngôi kế vị.